Xin chào các bạn, it's me Britannia Karma. Các bạn khỏe không? Các bạn yêu? Hi. Tập 4 đã chờ lâu như thế rồi thì cũng phải làm chứ. Các bạn, tập 4. Karma hồi xưa bình thường hay quen mấy cái đàn ông thì chuyên gia bằng tuổi Karma hay là lớn hơn tuổi một chút thôi. Nhưng mà Karma sau khi đó quen vì bạn một cái anh cao hơn Karma có như là khoảng 1m9. Karma ghét nhất đàn ông mà tập thể dục nhiều quá đấy. Tập nhiều quá rồi sao đó cái người đấy, như vậy đấy. Bình thường thì hợp với Karma tại vì Karma cũng là người to không. Nhưng mà Karma không thích. Tôi không thích, tôi thích người bình thường. Rồi sau khi đó trời mình ghét cái gì trời mở cửa cái đấy. Mình thích, không thích cái gì thì được cái đấy đúng không. Sau khi đó Karma quen một cái anh to mà khỏe, không có một chút mỡ mà chỉ có là muscle khỏe thôi đấy, tập gym suốt ngày. Rồi quen Karma. Anh đó đặc biệt theo Karma tại vì anh gọi như là anh nghiêm trọng, mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng ít khi cười ấy. Có lúc cười thỉnh thoảng nhưng mà cười kiểu ít khi, trời ơi, một tuần có thể 2-3 lần cười như vậy. Nhưng mà Karma bùng cười như thế mà không bao giờ cười. Mặt nghiêm lắm. Rồi sao đó kiểu cũng cái gì cũng biết hơn mình. Nhưng mà coi như là cũng anh đó cũng khôn mà, thì Karma cũng chấp nhận. Chứ nếu mà đàn ông kiểu không ra gì thì mà nói toàn vớ vẩn thì khác. Nhưng mà anh đó khôn mà. Sau khi đó Karma quen anh đấy, Karma tăng lên hình như là tăng lên khoảng 12 cân. Tăng lên thật sự 12 cân tại vì anh đó lạnh mà thỉnh thoảng cũng nói mấy câu, ví dụ ấy, nói thẳng thắn nói là em phải giảm cân, em béo quá. Bình thường không ai bao giờ phải nói như thế, nói có thể nói nhẹ nhàng một chút được không, nhưng mà em phải giảm cân, em rõ ràng béo như thế. Nhưng mà cái vấn đề là chuyên gia mua kẹo, bánh kẹo cho Karma. Đấy là một cái vấn đề như thế. Toàn mua bánh kẹo, sau đó vì anh đó Karma còn nặng lên cân rồi, sau đó còn làm thầy giáo tập gym. Đấy, nhưng mà không bao giờ dẫn Karma đi tại vì bảo Karma không cần thiết. Nhưng có như là cứ nói để chiêu thôi, nhưng mà Karma cũng không buồn đâu, nhưng mà thấy buồn cười tại vì cuối cùng Karma giảm nặng lên cân vì anh đấy. Ra lúc Karma nặng lên thì lại bực mình. Rồi sau đó anh bảo là anh có thể giúp em được giảm cân tại vì rõ ràng em nặng cân lên rồi. Karma sau khi đó mới nghe là anh cố tình làm như vậy để Karma không quen đàn ông khác nữa. Anh đó lạnh mà không bao giờ kiểu từ, ví dụ đi ra ngoài đường bạn trai bây giờ của Karma dẫn tay Karma rồi sau khi đó hôn má rồi các thứ hay là hôn nhau, anh đấy không bao giờ. Trời, thả chết. Chết còn hơn là thơm Karma ở ngoài đường. Ở nhà thì khác, thỉnh thoảng thì Karma cứ sau đó anh cứ mặt như này. Trong lòng ấy thì rất rất thích luôn. Trời ơi, thích ơi là thích. Nhưng mà không bao giờ nói. Đấy, bởi vậy không bao giờ nói Karma anh yêu em. Rồi Karma hay bảo là anh có yêu em không, thì anh đó cứ bảo là anh yêu em, nếu mà anh không yêu em thì anh chung với em để làm gì. Đấy, còn hay nói như vậy ấy. Karma không thể sống được với đàn ông như vậy. Cái lúc đầu tiên ấy Karma thấy đặc biệt tại vì mình không thể đọc được cái mặt kiểu anh kiểu gì ấy, kiểu Karma thấy đặc biệt tại vì ví dụ người khác như Karma nếu mà buồn thì mặt buồn đúng không, vui thì vui, nhưng mà anh đấy lúc nào mặt cũng lạnh ấy. Karma thấy hơi, lúc đầu tiên Karma muốn quen một cái người mà khó đọc ấy. Sau khi đó Karma mới phát hiện là mặt lạnh hay là không lạnh ấy, chính ra là nếu mà mình không vui vẻ thì làm sao mình chung được với cái người như vậy. Thì Karma phải chia tay. Nhưng mà cũng chung với nhau cũng phải khoảng 7 tháng đấy, 7 đến 8 tháng. Karma vẫn thích, vẫn thương. Cái lúc đấy thấy dễ thương lắm. Nhưng mà Karma không thể chung được với một đàn ông mà kiểu coi như là làm việc thôi. Nếu mà ví dụ mình có con thì anh đó đón con về rồi sau khi đó dọn, có thể giúp đỡ dọn nhà, nhưng mà không bao giờ nói anh yêu em. Quà thì thỉnh thoảng tặng, nhưng mà ví dụ Karma thì được quà hộp phấn rồi sau đó bảo là ô cảm ơn anh, sau đó anh cứ kiểu đâu có gì đâu, không sao, kiểu mắt lạnh nhưng mà trong lòng Karma biết thích lắm. Ôi giời ơi, cũng mừng thấy Karma vui vẻ thì anh đấy cũng vui vẻ ấy. Sau khi đó Karma thì cãi nhau, có một thời Karma cãi nhau
cực kỳ với anh, tại vì Karma muốn chung với một cái đàn ông mà Karma muốn anh kiểu khác đi, tại vì Karma thấy nếu mà Karma cần người đón đi về hay là dẫn đi chơi với các thứ thì anh tốt mà. Mà thật sự yêu Karma, nhưng mà Karma cần một cái người mà nói anh yêu em hay là đây ra ra anh đã bảo không, anh không bao giờ làm như vậy được, không phải là vì anh không thích em, nhưng mà anh không bao giờ làm như vậy. Rồi sau đó đây là cái kiểu của anh. Rồi sau khi đó Karma tôi buồn một cái thôi, tại vì tôi biết là tôi chung với một cái đàn ông mà không bao giờ kiểu khác được ấy, mà Karma không muốn sống như vậy đâu, không muốn, không thích như vậy đâu. Tại vì cái tình cảm ấy nó cũng sẽ bớt bớt lúc mà mình đã cưới rồi, nhưng mà chưa cưới thì đã bớt như vậy rồi thì Karma làm sao mà chung được, đúng không? Sau khi đó Karma thì bảo là thôi, tốt nhất là chia tay. À trước khi đó, lúc mà để các bạn biết cái tính của anh như nào ấy, là ví dụ anh với Karma đang cãi nhau thì Karma bảo thôi, em không muốn nói chuyện với anh nữa hôm nay. Sau đó thì anh tự lái 2 tiếng để mua mì ý của Karma, tại vì Karma một lần bảo Karma thèm cái mì ý. Anh tự lái 2 tiếng sau đó mua cái mì ý, rồi sau đó mang cho Karma về để Karma ăn. Rồi sau khi đó còn mang bánh ngọt, sô-cô-la, bánh kem, rồi các loại. Thì Karma bảo là cái này cho ai đấy. Rồi sau đó anh đã bảo cho mày ấy, chứ cho ai vào đây nữa. Kiểu tình cảm, nhưng mà cái kiểu, cái cách nói chuyện ấy không hợp, không đủ để yêu Karma. Mình không cần người giàu, phát hiện là không cần người giàu, nhưng mà ít nhất cái người mà phải hiểu cái tình cảm hôn nhau ấy. Ví dụ nếu có thể cái số mình đang nghèo rồi, ví dụ mình đang nghèo chung với nhau thì ít nhất có cái tình cảm, đúng không? Lúc mà không có nói anh yêu em thì mình làm sao mình sống nổi, thì mình sống một mình còn hơn chứ, như thế là cũng hơi như bạn thôi. Thì Karma phải chia tay thôi. Dạ. Yeah. Ok các bạn, chịu khó like nhé để Karma kể chuyện tập để tập 5. Cũng gần xong rồi đấy. Ok. I love you. Like mạnh vào nhé. Bye.